Cởi áo nó được trần truồng người ta ra luôn á. Chứ đòi cởi áo người ta ra không. Thấy không? Thấy nhỉ? Là chứng tỏ bởi chất không xin nhê gì đúng không? Chứ mày chứ khóc. Ây da. Trời anh cái đó. Xin lỗi thì cái này em cố ý. Cố tình đúng không? Không luôn. Không cố ý nữa.